Đây là mặt ảnh thứ 35, tức là mặt trước của khung ảnh thứ 18. Bất chấp giọng điệu chỉ trích trong những bộ phim ban đầu của mình, đạo diễn tài năng Foreman, người ở bên trái, đã được trao giải thưởng chính thức. Ảnh chụp cảnh thủ tướng tiệp khắc Joseph Lenard, người ở bên phải, trao giải thưởng nhà nước Clement Gottwander cho ông. Người đứng ở giữa là giáo sư lịch sử nghệ thuật Václav Willem Sertek. Ảnh CTK Iri Rubelich Praha, 29 tháng 4 năm 1967. Amadeus là một phim điện ảnh chính kịch cổ trang của Mỹ năm 1984, do Milos Forman đạo diễn và Peter Safferer viết kịch bản, chuyển thể từ vở kịch Amadeus của chính ông. Nội dung của vở kịch lấy bối cảnh tại Viên Áo vào nửa sau của thế kỷ 18, là một câu chuyện tiểu sử hư cấu về Mozart. Âm nhạc của Mozart được phát rất nhiều trong nhạc nền phim. Nội dung phim nói về sự đố kỵ tài năng của nhà soạn nhạc người Ý Antonio Salieri với Mozart dưới triều đại của hoàng đế Joseph II. Nhà biên soạn phim Milos Forman ban đầu rời tiệp khắc đến Mỹ một cách hợp pháp để quay một bộ phim. Ông đã bị các nhà quản lý tiệp khắc sa thải sau khi xin phép gia hạn thời gian ở lại Mỹ. Vậy là tự nhiên ông trở thành một người di cư bất đắc dĩ và tiệp khắc đã mất đi nhân vật điện ảnh nổi tiếng nhất của mình. Từ trái qua, Milos Forman, nam diễn viên Murray Abraham và nhà sản xuất Saul Jaente nhận giải Oscar cho phim Amadeus. Vào thời điểm đó, một bức ảnh như thế này không thể xuất hiện trên báo chí tiệp khắc được. Ảnh CTK AP, Los Angeles, ngày 25 tháng 3 năm 1985. Đạo diễn phim Milos Forman, người ở giữa mặc áo sơ mi trắng. Nhà quay phim Miroslav Ondrejec, người ở bên trái, trong quá trình quay bộ phim Amadeus tại nhà hát Tin, nay là Estate ở Praha, năm 1984. Tác giả của những bức ảnh bị cấm xuất bản tại thời điểm đó là một nhiếp ảnh gia mới chấm nở Peter Narcisser. Người có thể có mặt trong đoàn làm phim nhờ giáo sư của mình là nhà thiết kế bối cảnh Joseph Svoboda. Ảnh CTK Peter Narcisser Praha, 1984. Milos Forman rất quan tâm đến việc quay phim Amadeus ở Praha và sử dụng thời gian vẫn còn ở đó để gặp gỡ bạn bè càng nhiều càng tốt. Trong ảnh là ảnh chụp từ năm 1984 với những người bạn đồng hành sau chuyến thăm Ý Trnka Studio ở phố Bartolomejská. Ảnh CTK Ivan Vít Praha, 1984. Milos Forman là một trong những đạo diễn điện ảnh quan trọng nhất trên thế giới. Ông đã thực hiện một số bộ phim rất thành công ở tiệp khắc trước cuộc xâm lược do Liên Xô lãnh đạo năm 1968. Các tác phẩm của ông được đặc trưng bởi sự thể hiện hài hước một cách gay gắt về xã hội Séc. Trong khoảng thời gian được gọi là bình thường hóa, ông đã rời khỏi nơi ở là tiệp khắc một cách hợp pháp để đến Hoa Kỳ. Năm 1974, bộ phim One Flew Over the Cuckoo's Nest của ông đã nhận được 5 giải Oscar, bao gồm cả giải đạo diễn xuất sắc nhất. Vào năm 1984, thời điểm mà ông đến Praha và Kroměříž để quay bộ phim Amadeus, thì ông đã là công dân Mỹ. Phương tiện truyền thông không đưa tin về ông vì không được phép. Việc công bố các bức ảnh từ bối cảnh của bộ phim cũng bị cấm nốt. Bộ phim đã giành được 8 giải Oscar. Những bức ảnh mà bạn đã xem này được lưu giữ trong kho lưu trữ riêng cho đến cách mạng Nhung mới được công bố rộng rãi.